Rồi, thầy chào tất cả các bạn. Đó, ok, đợt này thầy bận quá, hôm nay thầy mới quay trở lại livestream cho các bạn được. Đó, mấy hôm nay gặp rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Nên là ngày hôm nay thì thầy mới quay trở lại thầy livestream cho các bạn được. Đó, các bạn ôn thi học kỳ ngay nào, các bạn chia sẻ ngay video về cho thầy nào. Chia sẻ ngay lập tức về cho thầy nào. Đó. Để thầy trò mình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ ôn tập học kỳ. Được chưa nào? Chúng ta sẽ ôn tập học kỳ để làm bài cho nó tốt. Thầy vẫn chưa khỏi, vẫn đang hơi hơi ốm một chút. Nhưng mà không sao. Thầy vẫn đủ sức để có thể gánh được các em. Không có vấn đề gì hết. Ok chưa? Rồi, thầy vẫn có thể gánh được các bạn nha. Rồi các bạn hãy cố gắng là các bạn chia sẻ video cho thầy nhá. Hãy cố gắng là chia sẻ video giúp cho thầy. Đợt này sắp thi học kỳ rồi mà kem đâu hết rồi, kem đâu hết rồi. Rồi, ok. Đó, mấy đứa ơi, link đề thì thầy đã để ở trên ấy rồi nhá. Link đề thì thầy đã để ở trên cái phần mô tả video. Mấy đứa lấy link đề ở trên phần mô tả giúp cho thầy nhá. Xong rồi thầy trò mình sẽ cùng nhau ôn tập học kỳ. Ok chưa? Rồi, ngày hôm nay thì thầy trò mình là sẽ có cái đề số 3 nhá. Thầy trò mình có đề số 3 này. Đó. Thì các em hãy giúp thầy là các em chia sẻ video giúp thầy nhá. Ok nào. Rồi, một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok, đợt này Facebook hơi bị lag đấy, Facebook hơi có vấn đề đấy. Nên là thực chất là có nhiều bạn không thể xem được livestream. Đúng không? Đợt này Facebook hơi bị có vấn đề. Nó cứ lag lag làm sao ấy. Nên là cái số lượng bạn xem đợt này nó bị giảm đi rất là nhiều. Thầy biết là do cái tương tác của Facebook nó đang có vấn đề đấy. Facebook đang có một cái chút vấn đề gì đấy. Nên là bây giờ để cái lượng view nó tăng lên ấy thì thầy phải nhờ các em là các em phải chia sẻ giúp cho thầy cái video này thì nó mới tiếp cận được đến các bạn. Bởi vì nhiều bạn sẽ không nhận được thông báo từ thầy. Các em hiểu không? Đấy, đợt này là do Facebook có vấn đề và thứ hai là do mạng cáp quang ấy nó đang bị lỗi nên là sẽ có rất là nhiều bạn không thể tiếp cận được đến cái livestream của thầy. Như vậy thì các em hãy giúp thầy là chia sẻ đến các bạn để cho các bạn có thể là gì ạ? Để cho các bạn có thể là tiếp cận được với video và các bạn có thể ôn thi học kỳ một cách thật là tốt nhất nhá. Ok chưa? Đồng ý với nhau chưa nhỉ? Rồi, vậy đồng ý với nhau rồi thì thầy sẽ chuẩn bị thầy dạy này. Đấy, thầy sẽ chuẩn bị thầy dạy nhá. Thầy chuẩn bị thầy dạy thì các em hãy cố gắng là các em xem và các em cùng comment đáp án với thầy nhá. Đó, cùng comment đáp án với thầy. Ok chưa nào? Nào, vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Thầy đang nóng quá mấy đứa ơi, nóng thật sự luôn. Nào, bắt đầu được chưa? Sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng lên cho thầy nào. Đấy. Sẵn sàng thì comment lên cho thầy sẵn sàng nào. Đợt này thầy rất là bận. Thầy bận rất là nhiều. Nên là thứ nhất là ngày hôm nay thì thầy không gửi được đề trước cho các bạn.
Và đợt này thầy cũng không đăng video lên YouTube cho các bạn được, bởi vì là đợt này thầy rất là bận, thầy bận thật sự luôn ấy. Đấy. Rồi thôi thầy cho mình bắt đầu sẵn sàng nhá. Ok. Nào, bắt đầu đi. Cho hai mặt phẳng P và Q song song với nhau. Một điểm M không thuộc P và Q. Hỏi qua M có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với P và Q. Câu 1 đáp án gì nào? Câu 1 đáp án gì nào mấy đứa nào? Có bao nhiêu mặt phẳng qua M vuông góc với cả P và Q? Nào, thầy hỏi câu 1 đáp án gì? À, mô phỏng rất là dễ này. Các em nhìn này. Đây là mặt phẳng P nhá. Đấy, các em nhìn đây là mặt phẳng P này. Đó. Và các em nhìn thấy đây là mặt phẳng Q của thầy này. Đó. Thế thì đây là hai mặt phẳng song gì? Song song, đúng không? Như vậy có một cái điểm M ở giữa thì sẽ có bao nhiêu cái mặt phẳng song song với hai mặt phẳng này? Thì các em à vuông góc với hai mặt phẳng này. À ở đây thì rất là dễ này, các em có thể nhìn thấy này. Ở đây ấy, thầy có P và Q như thế này. Thế thì bây giờ ví dụ là mặt phẳng vuông góc như đây. Mặt phẳng đấy có thể quay như thế này nhưng mà vẫn vuông gì ạ? Vẫn vuông góc, được chưa? Quay như này vẫn vuông góc, quay như này vẫn vuông góc, quay như này vẫn vuông góc. Vậy thực chất cái câu 1 này phải là có vô gì? Vô số nhá. Các em nhớ này. Có vô số cái mặt phẳng đi qua điểm M vuông góc. Đấy, cái mặt phẳng ở giữa nó có thể quay. Này, cái mặt phẳng ở giữa nó có thể quay nhá, em nhìn này. Như này chính là vuông góc đúng không? Tiếp tục này, như này cũng chính là vuông góc này. Như này cũng chính là vuông góc này. Đây chính là vuông góc này. Vậy có vô gì ạ? À? Vô số, nhớ thầy là có vô số nhá. Rồi tất cả các bạn vào thì các bạn vui lòng mỗi người một lượt chia sẻ cho thầy nhá. Mỗi bạn một lượt chia sẻ giúp thầy nhá. Tiếp tục câu 2 này. Cho hình lập phương. Mệnh đề nào sau đây đúng? Rồi, các em nhớ thầy này, cái mệnh đề của mình là gì ạ? Mệnh đề là AC1. Các em nhìn mệnh đề AC1 này. AC1. Thế thì cái câu số 2 này của chúng ta ấy, nó là cái gì các em biết không? Nó là gì ạ? Nó được gọi là một cái định lý hay là gì ạ? Nó được gọi là quy tắc hình hộp. Nhớ nhá, nó được gọi là quy tắc hình hộp. Đấy, quy tắc hình hộp. Vậy ở đây nó là quy tắc như nào? AC1 các em nhớ này. Bao giờ nó cũng phải bằng dài, rộng và cao nhá. Nó sẽ bằng AD cộng AB cộng AA1, nhớ cho thầy. Đấy, nó sẽ bằng cái này này. Vậy đâu là đáp án ạ? Đây chính là đáp án này. Được chưa? Quy tắc hình hộp, chính xác. Rồi, tiếp tục câu 3 cho thầy này. Rồi, các em rất là tốt này. Comment cho thầy đáp án câu 3 lên nào. Tất cả mấy đứa comment đáp án câu 3 lên cho thầy nào. Comment đáp án câu 3 lên xem nó là đáp án gì nào. Câu 3, câu 3, câu 3, câu 3. Nhớ này. UN là đây này. VN là đây này. Muốn tính lim UN trên VN ấy thì ở câu 3 này các em phải nhớ thầy một điều là các em phải thay vào đây nhá. Nhớ này. Sẽ bằng lim này. UN này 1 trên N cộng 1 chia VN này 3 trên N cộng 3. Và đây các em phải nghịch đảo lên bằng lim này. Lim của gì nào? N cộng 3 chia 3 N cộng 1. Vậy các em nhìn kết quả này thì các em đã biết ngay rồi. Các em triệt tiêu cái gì cho thầy ạ? Triệt tiêu N đi thì nó bằng 1 phần 3. Đúng chưa? Đấy. Rồi, rất là tốt. Đúng không nào? Ok. Rồi, mỗi người cho thầy xin một cái lượt chia sẻ nhá. Mỗi bạn cho thầy xin một cái lượt chia sẻ nhá. Ok. Rồi, câu 4 cho thầy này. Cho hàm số phương trình y2 phẩy bằng 0. Vậy tính cho thầy y phẩy nào. Y phẩy là 3x bình trừ 6x cộng 1, đúng không? 3x bình trừ 6x cộng 1. Vậy y2 phẩy của thầy nó sẽ là gì? Nó sẽ là 6x trừ 6. Vậy cái này bằng 0 thì mình sẽ có nghiệm là bằng mấy? À, cái này bằng 0 thì nghiệm nó sẽ bằng 1, được chưa? Ok chưa mấy đứa? Rồi, đúng không? Rồi, tiếp tục cho thầy sang câu 5 nhá. Sang câu 5 nào. Tất cả tập trung cho thầy câu 5 nào. Em ơi, sao tự nhiên nóng thế nhở? Muốn cởi trần thật sự luôn.
Nào, câu 5 là một câu về kiến thức gì đây? Câu 5 là một câu về kiến thức hàm số liên tục. Vậy muốn liên tục tại 1 thì mình phải có là gì nhỉ? Lim x tiến đến 1 của fx thì bằng x bình trừ 2x cộng 3, đúng không? Nào, thay 1 vào cho thầy nào. 1 trừ 2 cộng 3, đúng không? Và nó bằng 2. Nó sẽ phải bằng lim, nó sẽ phải bằng f của 1. F của 1 nào? 3 cộng m trừ 1. Như vậy nó sẽ bằng là 2 cộng m. Vậy từ đây suy ra m bằng số mấy mấy đứa? M bằng 0, chính xác. Đúng không? Lim sẽ phải bằng f của 1. Như vậy chứng tỏ là m bằng gì? M bằng 0, được chưa? Đấy. Ok chưa? Ok đúng không? Tiếp tục cho thầy câu số 6 nào. Câu 6 nào. Nào, tất cả tập trung cho thầy câu số 6 đi. Lim của 2018 trên 2019 mũ n. À thì ở đây các em nhìn thấy điều gì nào? 2018 trên 2019 nhỏ hơn 1, đúng không? Vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là lim này bằng số gì ạ? Bằng số 0, đúng không? 6 gì? 6A, chính xác. Đấy. Rồi, thầy nói thật, thầy mà cởi áo ra ấy chỉ có mê luôn. Này, ngực ngực nhá. Ngực đô bụng 6 múi. Mấy đứa không biết thôi. Thầy cởi áo ra mấy mấy bạn nữ mê đêm nay khỏi ngủ luôn các bạn. Ok. Đọc cho thầy câu 7 nhá. Đáy là hình vuông cạnh A này. SA bằng A căn 6 này. Vậy thay vào đây cho thầy xem câu 7 là đáp án gì nào. Nào. Đáy hình vuông cạnh A này, SA bằng A căn 6 này. Góc giữa SC và đáy. À, cho thầy hỏi. Cả lớp cho thầy hỏi là góc giữa SC và mặt phẳng ABCD là góc nào? Nhớ này. C này. SCA, đúng không mấy đứa? SCA. Đó. Đây chính là góc giữa SC và đáy. Đúng không ạ? Thế thì mấy đứa này, góc giữa SC thì mình có là tan của SCA thì sẽ bằng SA trên AC, đúng không? Rồi, ok, chính xác. Nào, nhớ thầy này, AC em nhìn này, AC là đường chéo của hình vuông thì bao giờ nó cũng bằng căn 2 nhân với cạnh nhá. Nhớ thầy, đường chéo hình vuông thì bao giờ cũng bằng căn 2 nhân cạnh. Vậy kết quả đây sẽ là A căn 6 trên A căn 2 và bằng căn 3. Vậy tang của bao nhiêu thì bằng căn 3, tang của 60 độ. Được chưa? Ok chưa? Rồi, đừng có gạ thầy cởi. Bọn mày gạ là thầy cởi luôn đấy, đừng có đùa. Rồi, 8 chính là C nhá. Tiếp tục cho thầy câu 9, à câu 8 nào. Cái câu 8 này đạo hàm. Đạo hàm thì cơ bản đúng không? Cái câu 8 này đạo hàm thì quá dễ luôn. X bình đạo hàm ra 2x, đúng không? 1 trên x đạo hàm ra trừ 1 trên x bình. Trừ với trừ thành cộng. Đáp án gì luôn? D luôn, không phải nghĩ. Được chưa? Rồi, chính xác. Tiếp tục cho thầy này. Tập trung nhá, tập trung câu 9 nhá. Câu 9 là lý thuyết này, lý thuyết đúng không? Lý thuyết của câu 9 là gì ạ? Là đạo hàm theo định định nghĩa đúng không? Đạo hàm tại điểm x0 là cái này không phải luôn. Cái này không phải luôn. Được chưa? Này, nghe này, nghe này. Lim của h tiến đến 0 f(x0 cộng h trừ f(x0 trên h). Đúng luôn. Đúng không? 9 là gì ạ? 9 là B đúng không? Bản chất của nó là gì? Nào, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là lim delta x tiến đến 0 đúng không? Của f(x0) cộng delta x trừ f(x0) trên delta x. Đây chính là công thức của đạo hàm theo định nghĩa. Đúng không ạ? Nhưng chẳng qua là gì? Chẳng qua là người ta thay chữ h này này bằng cái chữ delta x này thôi. Hiểu bài không?
Đấy, ok nhá. Rồi, vậy tiếp tục cho thầy. Nào, cho thầy câu 10 nào, tất cả lớp cho thầy câu 10 nào. Uầy, dạo này mấy đứa không chịu khen thầy đẹp trai. Mấy đứa dạo này là hơi bị kiệm lời với thầy đấy nhá. Đáy là tam giác đều cạnh A này. Cạnh A này, được chưa? SA bằng A căn 3 này. Gọi alpha là góc giữa SBC và ABC. Mệnh đề nào sao đấy đúng? Này, có nhớ cách thầy dạy xác định góc giữa hai mặt phẳng không? Góc giữa hai mặt phẳng đầu tiên thầy dạy như nào nhỉ? Giao tuyến là BBC, đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Thứ hai là chân. Chân chính là điểm gì? Điểm A, đúng không? Thứ ba là gì? Là từ chân kẻ vuông góc xuống giao tuyến. Và thứ tư là gì? Nối đỉnh với điểm vừa kẻ. Thầy dạy đúng không? Thầy dạy đấy. Đấy. Vậy góc chính là góc SMA, được chưa? Góc chính là góc SMA. Đấy. Ok, thế thì thầy nói này, đây là tam giác đều. Tất cả tập trung cho thầy, đây là tam giác đều. Như vậy vuông ở đây này, AM là trung tuyến của tam giác đều, bao giờ cũng bằng căn 3 trên 2 nhân cạnh. Nhớ số liệu nhá. Nhớ số liệu này. Đường trung tuyến của tam giác đều ấy bao giờ cũng bằng căn 3 trên 2 nhân cạnh. Vậy em có tang alpha này thì bằng tang để bằng đối trên kề này. Thế em nhìn cho thầy này, cái này hết này, nghịch đảo lên tang bằng 2, đúng không? Tang bằng 2. Tang bằng 2 tức là cái này không được, cái này không được. Vậy bây giờ mình sẽ phải đi tính sin, đúng không? Tính sin. Ô, thầy dạy này, thầy dạy này, tập trung nhá. Tang alpha bằng 2 đúng không? Tập trung này, tập trung này, tập trung này. Bây giờ mình sẽ đi tính sin bằng máy tính, hiểu không? Bằng máy tính này. Shift tang 2 này. 63 độ 43 phút. Sin an này. 0,8944. Kiếm đáp án cho thầy. Kiếm đáp án cho thầy. 2 căn 5 chia 5. Ok chưa? Như thế này nhanh không? Như thế này nhanh hơn. Như thế này nhanh hơn là việc em đi tính SM để em tính sin. Đồng ý với thầy không? Nhanh hơn là tính SM để tính sin. Đấy. Nhớ chủ động nhá, chủ động trong tính toán. Ok chưa? Rồi, rất tốt. Nào, câu 11 này. Tính đạo hàm của hàm số tại điểm x bằng 0. Thế cái câu 11 này ý, thì thầy sẽ đi bấm luôn. Ok chưa? Câu 11 bấm luôn này. Đạo hàm tại điểm 0 đúng không? Vậy bấm luôn cho thầy này. Shift tích phân này. X này, x cộng 1 này, x cộng 2 này, x cộng 3 này. Đóng ngoặc vào này, tính tại 0. Mấy? 6. 6. 6 luôn. Nhanh luôn nhá, không phải nghĩ. 6. À, biết cả 11 là B luôn. Rồi, chứng tỏ là các bạn có đề đúng không? Rồi, thầy chào Trạng Nguyên nhá. Thầy biết là thầy đẹp trai, đúng không? Nào. Ai chả, câu 11 này, câu 12 này hay lắm nên này. Tập trung thầy dạy câu 12 nhá. Tập trung thầy dạy câu 12 này. Thầy dạy em câu 12 nhá. Tất cả tập trung này. Câu 12 này. Thầy dạy cách số 1 này. Cách số 1 nhá, tập trung cách số 1 này. Thầy dạy Casio nhá. Các em hiểu như thầy cho, hiểu cho thầy như sau này. Hiểu như sau này. Fx bằng 2x bình trừ x cộng 2. Thế các em để ý này, ẩn ở đây là ẩn x đúng không? Thì ở đây là x. Vậy các em biết f tang x nó là gì không? Ẩn x thì đây là x. Vậy f tang x thì đây là 2 tang bình. Được chưa? Trừ tang cộng 2. Đấy. Đấy là thầy sẽ dạy Casio này. Thế bây giờ các em tính pi trên 4 là 45 độ. Vậy thầy sẽ bấm này. Shift tích phân này.
hai lần tang bình này, được không? Bình phương lên cho cái trừ tang x này, được chưa? Cộng 2 này, tính cho thầy tại 45 độ, xem ra cái gì? À thế câu này phải tính theo ấy rồi, tính theo radian rồi. Chuyển radian cho thầy nhá, chuyển radian nhá, chuyển radian nhá, pi trên 4 nhá, được chưa? Chuyển pi trên 4 cho thầy bằng này 6, được không? Ok chưa? Ok đúng không? Thì cái cách mà thầy đang làm ấy, đó là cách tự luận, à cách trắc nghiệm Casio đúng không? Vậy tập trung này, thầy dạy cách 2 đó là cách tự luận này. Em nhớ này, đây là fx nhá, đây là fx. Vậy thầy có f'x là bằng gì? F'x thì bằng 4x trừ 1 đúng không? Thế thì nhớ tập trung này, chỗ này căng thẳng cực kỳ luôn này, căng thẳng này. F của u ấy mà đạo hàm thì bao giờ cũng bằng u phẩy nhân f phẩy của u đúng không? Cái này được gọi là hàm gì? Hàm hợp, được chưa? Đây là hàm hợp. Vậy em hiểu f của tang x mà đạo hàm thì bằng gì? Nó sẽ bằng tang x đạo hàm nhân f phẩy của tang x, và nó sẽ bằng này, tang mà phẩy thì nó chính là 1 trên cos bình x nhân f phẩy của tang x. Thì em nhìn đây là f phẩy, vậy f phẩy của tang nó chính là 4 lần tang trừ 1. Và đến đây em thay x bằng pi trên 4 vào, thì đây được gọi là đạo hàm của hàm hợp nhá. Thì cái này nếu mà bạn nào chưa biết thì ghi lại, nếu biết rồi thì thôi, hiểu chưa? Đấy, rất là ok đúng không? Tiếp tục cho thầy này. Nào, tính đạo hàm của hàm số tại điểm 4. Thế thì câu này thì thôi mình làm bấm máy cho nhanh nhá. Cho thầy câu số 13 nào. Đáp án câu 13 là gì nào? Mấy đứa nào? Nào cho thầy câu 13 nhá. Căn x này cộng x nhá, tính tại 4 này. 1,25. 1,25 là gì? 1,25 là gì nhỉ? 5 chia 4 đúng không? Đáp án D đúng không ạ? Đấy, rồi ok. Rồi, tiếp tục câu 14. Ui. Câu 14 này khó đấy, không đùa đâu. Câu 14 này khó nhá. Không đùa đâu. Thầy dạy các em câu này như nào? Thì bây giờ nếu mà các em còn nhớ ấy, thì rất là tốt, còn nếu không nhớ ấy, thì bây giờ thầy nhắc lại này. Đáy là tam giác vuông AB bằng BC bằng A này. Vậy chắc chắn là phải vuông tại B rồi, đúng không? Thế thì nhớ góc giữa mặt phẳng nào? ACC phẩy. Các em nhìn này, ACC phẩy cũng chính là mặt nào ạ? ACC phẩy A phẩy đúng không? Rồi, thế thì bây giờ các em nhìn cho thầy cái giao tuyến đã đúng không? Muốn xác định góc giữa hai mặt phẳng, các em xác định cho thầy giao tuyến. Giao tuyến chính là AC phẩy này. Đây là giao tuyến này. Cái đường màu xanh này là giao tuyến này. Được chưa? Bây giờ các em sẽ phải xác định cho thầy cái chân nhá. Cái mặt phẳng này là mặt phẳng đứng đúng không? Thầy dạy các em mặt này là mặt đứng đúng không? Vậy bây giờ các em kẻ chân thì các em phải từ đây các em kẻ này. Đó, các em kẻ chân lên đây này. Được chưa? Từ B kẻ chân lên đây và đúng tại trung điểm bởi vì tam giác này vuông cân. Bước thứ nhất là xác định giao tuyến là AC phẩy này. Bước thứ hai các em phải tìm chân nhá. Chân này là từ B phẩy kẻ vuông góc lên A phẩy C phẩy. Bước thứ ba này, từ chân kẻ vuông góc lên giao tuyến. Được chưa? Vuông góc lên giao tuyến, cái này phải học thuộc cho thầy này. Bước thứ tư em nối đỉnh với điểm vừa kẻ, vậy đây chính là góc này. Và góc này bằng bao nhiêu độ ạ? 60 độ. Đấy, cực kỳ là khó nhá, không đùa đâu, cực kỳ là khó. Góc này bằng 60 độ này. Vậy muốn tính diện tích của tứ giác này này, các em hãy nhìn cho thầy này. Cái cạnh A'C' là bằng bao nhiêu nào? A'C', tam giác này vuông này.
Vậy cạnh A'C' của chúng ta nó sẽ bằng A căn 2. Vậy bây giờ chúng ta muốn tính diện tích thì chúng ta phải tính được cạnh này đúng không? Được chưa? Ok nhá, tập trung này. Thầy tính cho cả lớp xem này. Bây giờ tất cả lớp sẽ nhìn cho thầy cái đoạn BH. B'H là đường trung tuyến của tam giác vuông, vậy nó sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Đúng chưa? Tiếp tục vuông tại đây này. Thế thì thầy có là tang của 60 độ thì sẽ bằng tang của đối trên kề này sẽ bằng B'H trên HK. Vậy thầy suy ra HK sẽ bằng B'H chia tang 60, A căn 2 trên 2 chia căn 3. Được chưa? Đây là độ dài đoạn HK của thầy. Thế bây giờ từ HK ấy, mà thầy muốn tính AA' thì các em nhìn cho thầy tam giác này nhá. Rất khó đấy. Đây là H và đây là K. Vậy nhìn vào đây thì các em thấy ngay là hai tam giác của mình là hai tam giác đồng gì ạ? Đồng dạng đúng không? Tam giác nào đồng dạng này? C'KH đồng dạng C'KH, C'A'A đúng không? Vậy cái cạnh C'H, C'H chia C'A sẽ bằng HK trên AA'. Đúng không? Vậy thầy ra AA bằng nào? AA thì sẽ bằng C'A này, C'A này. C'A của thầy là bao nhiêu? À, ví dụ thầy đặt đây là x này. Thì C'A của thầy nhớ này, nhớ C'A của thầy này thì nó sẽ bằng x bình cộng 2a bình đúng không? Nhân này. HK của thầy vừa tính là bằng bao nhiêu nào? HK này. A căn 2 trên 2 căn 3. Thầy chia này. C'H. C'H của thầy là bằng A căn 2 trên 2. Được chưa? Nhưng AA phẩy của thầy ấy, thì nó lại là x. Vậy từ đây các em bấm bằng cho thầy xem nó ra đáp án là gì. Được chưa? Bấm bằng cho thầy xem đáp án nó là gì. Nào. Thế thì bây giờ chúng ta thầy sẽ dạy các em bấm nhá. Thầy dạy các em bấm này. X này bằng này, vế bên này này. Các em nhìn thầy bấm này. Căn của x bình này, thầy đặt A bằng 1 này. Nhân này. Căn 2 trên 2 căn 3. Được chưa? Căn 2 trên 2 căn 3. Rồi. Bây giờ thầy chia mẫu này. Căn 2 trên 2. Được chưa? Và thầy ship xôn. Nhớ này, thầy ship xôn này. Ấn bằng x bằng 1. Vậy từ đây suy ra AA phẩy bằng A. Được chưa? Vậy AA phẩy bằng A. A này. Vậy diện tích thì sẽ bằng 1 phần 2 A nhầm bằng A nhân A căn 2. Đáp án A. Đấy. Được không? Rồi ok nhá. Như vậy 14 chính là gì? Là A nhá. Chính xác. Cái này thầy tính được bằng A này. Đó, ok chưa? Rồi câu này là hơi bị khó một tí, nhưng mà các em cố gắng giúp cho thầy thì tất nhiên là các em sẽ làm được ngay nhá. Rồi, ship son chính xác, ok. Mẫn nói rất đúng rồi, ship son chính xác. Bản chất câu này là một câu đi giải. Giải phương gì ạ? Giải phương trình, đúng không? Nhưng mà chúng ta ship son một cái là chúng ta sẽ có ngay kết quả, được chưa? Ok chưa? Rồi, rất là ngon lành đúng không? Vậy tiếp tục cho thầy nhá. Nếu câu nào các em không làm được thì làm sao? Đã có thầy ở đây, thầy giải quyết cho các bạn. Được không? Mặc kệ nhá. Nào, câu 15 này cũng là câu các em không làm được này. Nào tập trung này. Uầy. Tập trung này. Nhìn này. Fx thì bằng 64x mũ 4 trừ 32x mũ 3 28x bình cộng 8x cộng 3 này. Tập trung nhá. Y bằng nữa này, 64x bình này cộng 128x này. Vậy người ta hỏi là gì? Số giao điểm của đồ thị này và parabol này.
Câu này thầy lại dạy các em Casio. Có học không? Nếu câu này mà học Casio comment lên em học thầy dạy luôn. Nào, f của x cộng 1 là gì? Nhớ này, chính là bằng 64x cộng 1 mũ 4, đúng không? 32x cộng 1 mũ 3, 28x cộng 1 bình phương, và là gì đó, 8x cộng 1 và cộng với 3. Được chưa? Rồi, vậy để ý này, tập trung này. Bấm cho thầy mốt 7 nhá. Mốt 7 này. Nhìn vào cái đề bài này. Mốt 7 này. Máy 580 thì mốt 8 nhá. Máy 580 thì mốt 8 này. Được chưa? Nhập fx cho thầy này. Số giao điểm, tập trung này, số giao điểm của đồ thị và parabol, tức là chúng ta sẽ đi xét phương trình cho thầy nhá. Xét phương trình này. 64 này. Được chưa? X cộng 1 mũ 4 này. Trừ 32 x cộng 1 mũ 3 này. Trừ 28 x cộng 1 bình này. Cộng 8 x cộng 1 cộng 3. Rồi các em trừ cho thầy cái parabol này nhá. Được chưa? Rồi, ok. Thế thì bây giờ ấy, sau khi các em đã nhập rồi ấy, thì các em sẽ làm như sau này. Chỗ này thầy phải có nói một chút về cái sự chú ý một chút nhá. Chú ý này. Thông thường nghiệm của một phương trình hay dao động khoảng từ âm 3 đến 3. Được chưa? Thông thường ấy thì nghiệm của một phương trình hay dao động trong khoảng này. Nhưng ở trong bài này ấy, thì cái hệ số này nó rất là to. Bài này hệ số to. Như vậy chúng ta sẽ thử từ âm 10 cho đến 10 nhá. Thử từ âm 10 cho đến 10 này. Vậy thử thầy này. Bắt đầu từ âm 10 này. Kết thúc là âm 5 này. Bước là cuối trừ đầu chia 19 này. Cuối trừ đầu chia 19 này. Nhớ chưa? Cuối trừ đầu chia 19. Đâu? Đâu 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 đâu. Đây 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 đây. Thầy kiểm tra lại nhá. Rồi. Này, cuối trừ đầu chia 19 này, 5 chia 19. Ok chưa? Thế bây giờ ấy, các em hãy nhìn trên cái bảng bên này, các em nhìn thấy cái số nó rất là to không? Nghiệm là gì? Các em hiểu này, nghiệm này. Khi fx đổi dấu từ dương sang âm thì nó đi qua một nghiệm, hoặc từ âm sang dương thì nó đi qua một nghiệm, nhớ nhá. Vậy các em nhìn này, tất cả đều dương, đúng không? Tất cả đều dương này. Đấy, đều dương hết. Đều dương. Vậy dương hết tức là trong khoảng này là nó không có nghiệm, được chưa? Không có nghiệm trong khoảng này. Vậy bây giờ em ấn nút AC nhá. Ấn nút AC. Và các em lại ấn bằng tiếp. Các em lại chạy lại cho thầy từ âm 5 đến 0 nhá. Lại 5 chia 19. Tiếp tục kiểm tra cho thầy này. Này, kiểm tra này. Nhìn này. Dương này. Dương này. Dương này. Dương sang âm này. Dương sang âm này. Một nghiệm rồi đúng không? Tiếp tục này. Âm lại sang dương này. Hai nghiệm này. Tiếp này. Tiếp này. Dương lại sang âm này. Ba nghiệm này. Hết đúng không? Hết ba nghiệm này. Rồi. Vậy các em lại ấn AC, các em lại thử cho thầy tiếp. 0 cho đến 5. 5 chia 19. Được chưa? Tiếp tục này. Các em nhìn này, âm lại sang dương này, bốn nghiệm này. Tiếp tục này. Đến đây ý, thì các em nhìn làm sao ạ? Nó lại tăng, nó rất là to. To, nó càng ngày càng to. Vậy hết rồi. Càng ngày càng to là hết rồi. Hết sạch rồi nhá. Hết sạch rồi. Đấy. Thế thì các em hiểu ở đây là mấy nghiệm? Là 4 nghiệm cho thầy nhá. Tổng số là 4 nghiệm cho thầy. Đó. Ok chưa? Hiểu cách làm chưa nhỉ? Hiểu cách làm chưa? Rồi, tiếp tục cho thầy này. Câu 16 nào. Cho hình chóp tứ giác đều
Ai chà chà. Thầy vẽ lại hình nhá. Wow cái gì Trần Huyền Trang, wow cái gì. Không wow, không biết gì hết. Nào. Hình chóp tứ giác đều này. O này, A B C D này. SO cho bằng A này. Đáy là hình vuông cạnh 2A này. Ok, nào. Thôi không bấm lại nữa, tí nữa xem lại em nhá. Bấm lại mất thời gian lắm. Em ơi, Nhung ơi. Nhung ơi, thầy bảo này, tí nữa xem lại xong bấm nhá. Bởi vì bây giờ thầy còn rất là nhiều câu ấy. Bây giờ bấm lại rất là mất thời gian, nhớ chưa? Cố gắng tí xem lại, xe về tí xem lại cho thầy nhá. Nào, bây giờ để ý cho thầy câu số 16 nào. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCD cách kẻ như sau này. O vuông góc lên CD. Được chưa? Nối lại. Kẻ lên. Đấy. Thế các em nhìn thấy chỗ này vuông đúng không? OH chính là khoảng cách. OH chính là khoảng cách. Từ OM kẻ vào đây là đây bằng A. Vậy em nhìn cái tam giác SOM là tam giác vuông cân đúng không? Vuông cân. Vậy SM thì sẽ bằng là cạnh nhân căn 2. Còn OH thì sẽ bằng một nửa cạnh bởi vì nó vuông cân. Được chưa? Đấy. Rồi, câu 16 là A căn 2 trên 2, đúng không? Rồi. Em ơi, câu 15 ấy, nếu mà giải tự luận ấy thì người ta có hai cách làm. Một là em có thể vẽ đồ thị rồi em kiểm tra xem cái vùng nó cắt như thế nào. Cái vùng parabol nó cắt như thế nào. Hai là em có thể sử dụng đến một cái vấn đề người ta có thể gọi là gì? FA nhân FB nhỏ hơn 0 để em kết luận nghiệm. Nhưng thực chất cái việc FA nhân FB nhỏ hơn 0 để kết luận nghiệm nó không đủ nghiệm. Không đủ nghiệm. Nên là cái câu 15 này ấy, làm tự luận bấm máy được thôi, làm trắc nghiệm bấm máy được thôi. Còn làm tự luận thì cái cách tối ưu nhất là vẽ đồ thị. Còn nếu không thì thôi, gặp là bỏ luôn, nói thật nhá. Nên đừng có cố. Đấy, đừng có cố, thầy khuyên chân thành. Tiếp tục cho thầy câu 17. Câu 17 đâu? Nào, để ý câu 17 này. Câu 17 này. Tập trung câu 17 nhá. Cho tứ diện có AB bằng AD bằng AC này. Được chưa? Tất cả bằng nhau này. Góc CAB, CAB bằng 60 độ này. Như vậy cạnh này là A, A, A thì đây cũng là A bởi vì tam giác này đều. B AD bằng 60 độ, như vậy đây cũng bằng A luôn. Được chưa? Rồi, xem người ta hỏi cái gì nhá. Hưng lấy đề này đâu ấy nhỉ? Nào. Người ta hỏi cái này là góc gì nào? Người ta hỏi là góc giữa AB và CD đúng không? Các em nhìn này, AB này. Em nhìn AB này. Và CD này. Vậy góc giữa AB và CD người ta sẽ xác định như thế nào? Các em biết cách xác định không? Các em biết cách xác định góc giữa AB và CD trong trường này không? Bài này thầy đã dạy rất là nhiều lần rồi đúng không? Thầy dạy ti tỷ triệu lần. Đúng không ạ? Thầy dạy trăm triệu lần câu này rồi. Đấy. Ok. Nào, thế thì bây giờ các em để ý cho thầy này. Ở đây cái đề bài của mình ấy, nó cho AB bằng AC bằng AD, tất cả bằng A. Góc BAC bằng 60 độ. Góc BAD bằng 60 độ. Như vậy đây là A. Vậy còn cái này là hỏi chấm là chưa biết, đúng không? Vậy thì làm nào để tính góc giữa AB và CD đây? À, chính xác, tất nhiên là ta sẽ đi kẻ song song rồi đúng không? Chính xác, ta sẽ đi kẻ song song này. Thầy sẽ kẻ song song này, trung điểm này. Trung điểm này. Và thầy lấy ở đây là trung điểm nhá. Thầy lấy bên này là trung điểm nhá. Vậy thầy kẻ song song này. À, cái chỗ này là kẻ này đúng không? Là mình sẽ có góc giữa AB và CD đúng không?
Thế thì bây giờ từ từ đã xem nào, xem là dự kiện cho cái gì đây? CAB 60 độ này, BAD 60 độ này, AB bằng AC bằng AD bằng 60 độ này. Ok, rồi. Đây này. Hãy để ý một chút cho cái bài toán này nha. Hãy để ý một chút cho cái bài toán này này. Ba cạnh này bằng nhau nhưng mà chưa có cạnh CD đúng không? Chưa có cạnh CD. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Góc giữa AB và CD. Đây là M này. Được chưa? Đây là M này. Đó. Tiếp tục này. Đây chắc chắn sẽ vuông này. Đúng không? Vậy bài này ấy, thầy đã dạy rồi đúng không? Tập trung này. Rồi, bài này thầy đã dạy rồi này. Hãy lắng nghe này, hãy lắng nghe này. Tập trung này. Bài này thầy dạy rồi này. Bây giờ nếu mà các em muốn làm theo cái cách số 1 ấy, đó là kẻ song song nhá. Kẻ song song nhá. Thì các em phải làm một cái điều này cho thầy này. Đó là hãy tìm cách tính cho thầy CD nhá. Muốn làm theo cách kẻ song song thì hãy tính cho thầy CD. Được chưa? Vậy CD sẽ tính như nào? CD sẽ tính như nào? Đây này. Đây là M và đây là N này. Đúng không? Đúng rồi, dùng vector thì em cũng phải đi tính CD đúng không? Em hiểu không? Dùng vector thì em cũng phải đi tính CD. Vậy thì bây giờ trong cái bài toán này chúng ta sẽ đi tính CD. Vậy thầy đặt CD bằng x nha. Đặt CD bằng x này. Được chưa? Ok chưa? Rồi, thế bây giờ cả lớp để ý cho thầy này. Cái cạnh BM của thầy nó sẽ bằng gì? Nào, cái cạnh BM của thầy nó sẽ bằng gì? Đây này, vuông này. Vậy cạnh BM của thầy ấy, thì nó chính là bằng A bình trừ x bình đúng không? A bình trừ x bình. Vậy thầy có ngay cái cạnh MN của thầy nó sẽ bằng gì này? Vậy thầy có ngay cạnh MN, các em nhìn này, MN của thầy nó sẽ bằng gì này? Nhìn MN này. À, nó sẽ bằng BM bình này trừ đi A trên 2. Đúng không? Lấy căn này. Và nó chính là bằng này. Các em nhìn MN của thầy nhá. Thế thì ở đây ấy, chúng ta có BM, các em bình lên thì nó sẽ là A bình trừ X bình trừ đi BN bình thì nó sẽ là A bình trên 4. Lấy căn. Được chưa? Mặt khác ấy, thì MN các em lại được tính bằng cái gì? MN thì các em lại được tính bằng một cách khác như sau. Đâu 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 nhỉ? Lại cho thầy cái nào. Mặt khác MN của các em lại được tính bằng là gì? BM bình CN bình. CN bình trừ CM bình. Đúng không? Lấy căn. Thì khi đó các em sẽ tính được cái cạnh là cạnh MN đúng không? Đúng rồi. Vậy ở đây ấy, nó sẽ bằng này. Đợi thầy nha. A bình trừ x bình trên 4. X bình trên 4. Được chưa? Rồi, MN thầy sẽ tính bằng CN bình này trừ CM bình này. Vậy CM bình này nó sẽ bằng căn của A bình trừ A bình trên 4 trừ đi x bình trên 4. Khác gì nhau đâu nhỉ? Thôi chết rồi. Khác gì nhau đâu nhỉ? Vậy thôi chết rồi. Xong tính được CD nhỉ? Thôi chết rồi. Chết rồi, oảng rồi. Sao không 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 tính được cái thằng CD đây? Điên mất.
Dùng vector thì cũng phải tính CD chứ. Dùng vector thì cũng phải tính CD chứ. Bởi vì nó là tích vô hướng chia tích độ dài mà. Đúng không? Ơ thôi chết rồi, bài này thầy bị làm sao rồi đây này. Chết rồi. Từ từ đã. Thầy không ổn bài này rồi. Thầy không ổn bài này rồi. Ơ. Buồn cười thật sự luôn. Làm gì có chuyện mà không tính được CD. Sao nhở? Sao lại thế nhở? Rồi, thế này thì à chả ơi. Xin lỗi mấy đứa. Ơi thầy bị đần độn rồi. MAB vuông góc CD đúng không? Vậy AB vuông góc CD. Ờ nhỉ. Trời ơi, góc bằng 90 độ. Ờ thôi điên mất tôi bị làm sao đây? Tôi cứ đi tính CD làm gì không biết. Đúng là mình bị vấn đề về đầu óc. Xin lỗi mấy đứa. Thầy bị đơ ấy. Thầy bị đơ. Nói chung là thầy bị đơ đấy. Nóng quá. Cháy máy. Mình bị làm sao mà mình cứ đi tính CD, làm sao mà tính được CD, đúng không? Mình cứ đi tính, buồn cười thật sự. Ôi, nóng quá, khó chịu quá. Đúng là mình. Thôi thầy xin lỗi mấy đứa, đúng là đầu óc đôi lúc là nó có vấn đề. Càng làm càng loạn nó có vấn đề, đúng không? Rõ ràng là AM vuông góc CD, BM vuông góc CD, tức là CD vuông góc ABM, đúng không? Thế mà mình lại bị vấn đề trong bài này. Đúng là thần kinh. Rồi, thôi, tiếp tục đi. Rồi, ok. Lim x tiến đến 3 nhân liên hợp cho thầy này. X-3 trên x-3, đúng không? Cộng 2. Và kết quả bằng 1 phần mấy nào? 1 phần 4, đúng không? Và bằng 1 trên 2 bình. Đúng không ạ? Vậy A bằng 1 và B bằng 2. Thay vào đây cho thầy là 202 mấy ạ? 2021. Thôi các bạn phải thông cảm một chút. Là thầy làm việc cả ngày nó cũng mệt rồi. Nên là thỉnh thoảng trong một ngày ấy, sẽ có những cái lúc đầu óc nó bị vấn đề. Nó trong đầu nó nhiều kiến thức quá. Nó kiểu nhiều kiến thức quá. Thế là thành ra nhiều lúc là nó gặp một cái vấn đề là một bài toán dễ, tự nhiên mình lại cứ đi làm cái gì đấy nó khó. Thỉnh thoảng nó bị như thế, các bạn thông cảm cho thầy nhá. Các bạn thông cảm cho thầy, thỉnh thoảng đôi lúc đầu óc nó bị một cái gì đấy. Cộng thêm một cái việc là đang rất là nóng, thầy để điều hòa 16 độ mà nó cứ nóng nào ấy. Nó khó chịu kinh khủng luôn. Rồi. Tiếp tục cho thầy câu 19 nào. Câu 19 nào. Tính đạo hàm của hàm số AD trừ BC, đúng không? Đáp án gì nhỉ? C. Đúng không ạ? Trừ 2 trên trừ 1 tất cả bình. Tiếp tục cho thầy câu số 20 nào. Tính đạo hàm cấp 2 của hàm số tại điểm này. Đấy. Đạo hàm cấp 2 thì bây giờ em muốn tính mà em muốn bấm máy ấy, thì em làm rất là dễ, đúng không? Em chỉ cần y phẩy là gì thôi. Cốt đạo hàm ra âm sin. Vậy y phẩy phẩy tại pi trên 2. Thầy cho mình bấm máy nhá. Rồi, ok. Rồi. Các bạn phải thông cảm giúp thầy một chút. Đấy. Không có vấn đề gì cả. Đôi lúc trong cuộc sống
đôi lúc sẽ có những cái ngày đầu óc chúng ta nó không được bình thường một chút. Nhưng mà không sao đâu, bài khó thầy còn giải được cho các bạn đúng không? Thì bài dễ thầy sai thì đấy là do đầu óc của thầy nó đang có vấn đề. Đấy. Bằng không. Đáp án gì? C. Được chưa? Tiếp tục cho thầy câu 21 nào. 21 nào. Cho hình lập phương. Mệnh đề là sao đây sai? Uầy. Ôi, cái câu 21 này thật sự là làm mình mất thời gian cho câu 21 này. Đối với các loại đồng phẳng này này, mất thời gian cực kỳ luôn. Các bạn biết làm nào để chứng minh đồng phẳng không? Thật ra chứng minh đồng phẳng để mà làm được ấy thì các bạn phải phân tích vector đúng không? Phân tích vector thì nó mới ra được cái câu chuyện là câu chuyện đồng phẳng. Hoặc là muốn đồng phẳng ấy thì các bạn phải chứng minh nó xong gì ạ? Nó song song. Nhá. Vậy những cái câu mất thời gian như thế này ấy, chứng minh nó song song hoặc là giá của nó cùng nằm trên một mặt phẳng. Nhớ thầy này. Nhớ thầy này. Bây giờ nhá, mệnh đề nó sao đây sai này. A1C1 này. A1C1 này. BD này. CA này. Các em nhìn thấy không? Nhìn A1C1 này. AC này. BD này. BD này. Các em nhìn thấy những cái đường này này, nó nằm ở hai mặt song song đúng không? Vậy nó có giá. Nó có giá cùng song song với một mặt phẳng. Vậy thằng này đồng phẳng. Đúng này. Tiếp tục cho thầy này. AC1 này. AC1. A1A này. Và AD này. Thằng này làm sao ạ? Thằng này không đúng đúng không? Các em nhìn này. AA1 này. A1C này. Nó nằm ở mặt phẳng chéo này. Đúng không? Nhưng mà cái thằng AD này này, nó lại nằm ở mặt phẳng đằng sau này. Nó nằm ở mặt phẳng đằng này này, chứ nó không nằm ở mặt chéo. Vậy thằng này sai luôn. Đến đáp án B đã là sai rồi. Như vậy không còn cái đáp án nào trong ba đáp án này. Đã nhìn thấy cái này là mệnh đề sai rồi thì chọn nó luôn. Được chưa? Đồng phẳng là gì? Đồng phẳng là có giá cùng song song với một mặt phẳng hoặc cùng nằm trên một mặt phẳng. Được chưa mấy đứa? Đấy. Được chưa? Đấy là đồng phẳng. Bây giờ em nhìn đây này. Em nhìn đây này. Thế thì cái này này, nó nằm ở đằng sau. Đúng không? Nó nằm ở đằng sau. Vậy làm sao mà đồng phẳng được? Đúng không? Làm sao mà đồng phẳng được? Đấy. Tiếp tục nhá. A đúng. Được chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục cho thầy này. Uầy. Chỉ ra mệnh đề sai này. Qua một điểm O cho trước, có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Này. Mặt phẳng này. Qua một điểm O cho trước này. Qua một điểm O cho trước này. Có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Đúng không? Qua một điểm O cho trước, có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Vậy dự cái này là đúng này. Đúng không? Chỉ có một đường này thôi này. Dự là cái này là đúng này. Dự nhá. Là đúng này. Tức là cái này đúng khi nào? Đấy, dự là đúng này. Tiếp tục này. Nào. Qua một điểm O cho trước, có một mặt phẳng duy nhất vuông góc với một đường thẳng. Qua một điểm O cho trước, có một mặt phẳng duy nhất vuông góc với một đường thẳng. Này. Đây là điểm này, đây là đường thẳng này, đây là điểm này. Vậy chỉ có duy nhất một cái mặt này thôi này. Đúng không ạ? Không còn cái mặt nào khác, không còn cái mặt nào khác. Giữ cái này đúng này. Đấy. Tiếp tục này. Cho hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Hai đường thẳng chéo nhau vuông góc này. Có một và chỉ một mặt phẳng chứa đường này vuông góc với đường kia. Này. Mặt phẳng này này. Mặt phẳng này này. Vuông góc này
chứa đường này này, vuông góc đường kia này, được chưa? Chứa đường này, vuông góc đường kia này. Vậy còn nữa không? Còn nữa không này? Còn nữa không này? Đâu nhỉ? Mặt đấy là mặt nào nhỉ? Đây là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc này. Vậy còn cái mặt nào vuông góc nữa không? Người ta hỏi là mệnh đề nào sau đây làm sao ạ? Đó là mệnh đề nào sau đây làm sao ạ? Mệnh đề nào sau đây sai? Ơ, từ từ này, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh này, không thì là sai này. Bình tĩnh này, kiểm tra xem cẩn thận này. Thầy phải kiểm tra những câu lý thuyết này cẩn thận luôn. Những câu lý thuyết này rất là có vấn đề luôn này. Hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Có một và chỉ một mặt phẳng chứa đường này vuông góc đường kia này. Có một này, một thôi này. Cái này đúng này. Đúng không? Vậy tất cả đúng thì thằng này sai. Được chưa? Qua một điểm O cho trước, có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước. Sai, 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 sai. Nhìn này. Đây này. Đây là vuông góc này. Như này cũng là vuông góc, như này cũng là vuông góc, đúng không? Như này cũng là vuông góc này. Đấy, như này là vuông góc. Vậy thằng này sai rồi. Cái này là vô số. Ok chưa? Đấy, những câu lý thuyết phải cẩn thận. Bởi vì những câu lý thuyết cực kỳ căng đấy. Những câu lý thuyết là những cái câu mà nó cực kỳ căng thẳng luôn. Rồi, không thể bừa bừa được, đúng không? Tiếp tục cho thầy câu 23 nào. Cho hình lập phương. Cho hình lập phương. Khoảng cách giữa AD và BB1. Em nhìn AD này. Em nhìn AD này. BB1 này. Thế các em nhìn thấy đây vuông không? Các em nhìn thấy đây vuông không? Như vậy đây vuông và đây vuông thì chứng tỏ đây chính là đoạn vuông góc chung, đúng không? Vậy khoảng cách chính là AB nhá. Khoảng cách chính là AB. Và AB này bằng đúng CD, được chưa? Rồi. Cái gì? Hai đường thẳng chéo nhau vuông góc với nhau. Chỉ một và một mặt phẳng chứa đường này vuông góc đường kia. Làm gì có hai mặt phẳng? Làm gì có hai mặt phẳng? À, câu 23 này bạn nào chọn đáp án này sai nhá. Đây này. Lừa đấy, người ta lừa đấy. Người ta lừa em trong cái câu 23 này đấy. Nhớ chưa? Tiếp tục cho thầy câu 24 nào. Câu 24 nào. Tomahawk là tên lửa. Tomahawk là một loại tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được bắn lên cao theo phương trình. Tính khoảng cách của tên lửa so với mặt đất tại thời điểm vận tốc bằng 0. À, nhớ này, vận tốc là gì? Là đạo hàm của quãng đường, đúng không? Vận tốc là đạo hàm quãng đường này. Vận tốc bằng 0 tức là t bằng bao nhiêu? Vận tốc bằng 0 tức là t bằng bao nhiêu? 20. Như vậy bây giờ người ta bắt tính khoảng cách tên lửa so với mặt đất tại thời điểm t bằng 20. Vậy các em thay 20 vào đây cho thầy. Đúng không? Thay 20 cho thầy. 1960. Được chưa? Rồi, chính xác. Rồi, em ơi, nếu mà lát mà em không xem được ấy thì em có thể là chia sẻ về rồi xem lại cho thầy nhá. Chia sẻ về rồi xem lại cho thầy nhá. Cố gắng nhá, chia sẻ về rồi xem lại cho thầy, được chưa? Ok. Tiếp tục cho thầy này. Tính vi phân của hàm số tại điểm x bằng 2 và delta x bằng 0,1. Nhớ này, nhớ này. D của y ấy thì bằng f'(x, dx), đúng không? Thầy dạy đúng không? Thầy dạy cái này rồi đúng không? Thầy dạy cái này rồi, cái này được gọi là vi phân đúng không? Vậy tính vi phân tại điểm x bằng 2, tại điểm x bằng 2 ứng với delta x bằng 0,1. Vậy f' là gì? Nó sẽ bằng f của delta x cộng x0 trừ f của x0 đúng không? Thế thì bây giờ các em thay số cho thầy thôi. Đây là delta y đúng không? Đây là delta y. Và cái này em phải tính cho delta gì nữa? Delta x nữa, đúng không? Vậy các em thay số, các em bấm này.
3x bình này trừ x này, 3x bình trừ x này, các em can này, 2 cộng 0,1 2,1. Được chưa? Rồi các em can tại 2 cho thầy 10. Được chưa? 1113 trên 10 trừ 10, đúng không? Trừ 10 chia cho 0,1. Từ từ tính vi phân của hàm số tại điểm x bằng 2 ứng với 0,1 delta x bằng 0,1. Cái này nó cứ là vấn đề gì ấy nhỉ? Cái này khó chịu nhỉ? Df của 2 thì chính bằng f phẩy tại 2 nhân d2. Ơi giời, f phẩy tại 2. F phẩy tại 2 thì nó phải là bằng f của delta x cộng x0 trừ fx0 trên delta x thì nó mới là f phẩy chứ. Đó. 1113 phần 100 trừ 10. Rồi chia 0,1 này. 11,3. Này. Trên 100 này. Trừ 10 này. Sao lại thế nhỉ? Này. F phẩy 2 tại cái điểm là delta x bằng 0,1. Vậy sao lại thế nhỉ? Thật sự là thầy không hiểu lắm đâu nhá. Câu này kiểu gì nhỉ? Này, câu này kiểu gì ấy nhỉ? Đây, thầy hiểu vấn đề câu này rồi. Mấy đứa tập trung này. Vấn đề câu này như này này. Thực chất vấn đề câu này này. D của F tại 2 ấy. Thực chất nó chính là bằng cái này này. Nó chính bằng F phẩy tại 2 rồi nhân với delta x. Hiểu vấn đề câu này rồi. Nó chính là bằng F phẩy tại 2 nhân với delta x. Vậy nó chính là cái này này. Mấy kiến thức này không dạy nên là mình cũng không tập trung luôn, mình cũng không rõ luôn. 11 này nhân 0,1 này. 1,1. Đúng rồi, thầy chẳng hiểu kiểu gì luôn. Chắc là phần này là trong xe khoa đấy. Được chưa nào? Ok nhá. Vậy thì bây giờ thế thì mình nhớ luôn đi. D của F2 thì bằng F phẩy tại 2 nhân với delta x. Mình nhớ luôn đi. Đấy. Nhớ luôn cái này cho thầy nhá. Lý thuyết đấy. Nói chung là lý thuyết. Mình phải đọc sách thôi, phải cẩn thận thôi. Không thì đếch biết làm nào cả. Phải cẩn thận thôi. Đấy. Được chưa? Thầy cũng chẳng hiểu kiểu gì luôn. Nói thật, thầy cũng chẳng hiểu kiểu gì luôn. Bởi vì có những cái mà không bao giờ mình sờ vào. Ấy, dẫn đến cái việc mình quên hay là mình không biết, nó là một cái chuyện hoàn toàn bình thường. Có những cái mình không bao giờ mình sờ vào luôn. Đấy. Ok nhá. Không vấn đề gì cả, hoàn toàn bình thường. 2018 trên n nó là gì? Lim cái này bằng 0. Được chưa? Rồi tiếp tục này. Câu 27 này. Đáy là tam giác vuông tại B, M là trung điểm của AC. Vậy mệnh đề nào sai? Nào. Vuông tại B này. Vuông gì tại B? Vuông cân tại B nhá.
Rồi, vuông cân tại B này. Vậy bây giờ mình có là SAB. SAB. SAB vuông góc SAC, sai luôn. Đúng không? Sai luôn. BM vuông góc AC đúng luôn. SBM vuông góc SAC đúng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì BM vuông góc SAC. Đúng không? Dẫn đến cái điều này xảy ra. SAB, SAB vuông góc SBC đúng luôn. Bởi vì BC vuông góc SAB. Đúng chưa? Vậy đây chính là cái sai. Đấy. Được chưa? Rồi nhá. Tiếp tục này. Câu 28 này. SA vuông góc với đáy. BC vuông góc với mặt phẳng nào? BC vuông góc mặt nào? Đây là BC này. BC vuông góc AB này. BC vuông góc SA này. Vậy BC vuông góc SAB. Đúng chưa? Được chưa? Đấy. Tiếp tục câu số 29 này. Lim bằng. Thay căn 3 vào đây. Được chưa? 29 là gì? Thay căn 3 vào đây. Lim của 1 âm 1 bằng 1, trị tuyệt đối. Đúng không? Thay vào đây, trị tuyệt đối luôn. Đấy là câu số 29. Tiếp tục câu 30 nào. Xem đáp án của câu 30 là gì. Nào, cho thầy xem đáp án của câu 30 nào. Lim x tiến đến 1, x cộng 1 trên x cộng 2, thay 1 vào đây, 2 phần 3 luôn. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục câu 31. Đạo hàm của cốt thì ai chẳng biết. Cốt đạo hàm ra gì? Ra âm sin. Đúng không? Càng về sau thì càng dễ. Cho hình lập phương. Câu 32 yêu cầu cái gì? Ở mấy câu sau ấy, khó thật sự. Góc giữa AD và BB1. AD BB1. AD này, BB1 này, bao nhiêu độ? 90 độ. Được chưa? Rồi, thật ra mấy câu khó khó và dài dài nó ở đầu mất rồi em ạ. Mấy câu nào mà nó dài dài và khó khó thì nó ở đầu mất rồi nhá. Nên là không có vấn đề gì đâu nhá, không có vấn đề gì đâu. Đấy. Nào, tiếp tục cho thầy này. Tiếp tục cho thầy này. Hàm số nào sau đây có đạo hàm là hàm này? Hàm nào đạo hàm ra cái này? Nhìn cái hàm số thằng A này. X mũ 3 chia x là được x bình trừ 1 trên x. Cái này đạo hàm ra gì? Đạo hàm ra 2x cộng 1 trên x bình. Được chưa? A luôn. Đấy. Câu 33 đáp án gì luôn? A luôn. B sai. Ui dồi ôi, 33 các con ơi, sai hết. Ui. Câu 33 sai hết rồi đây này. Câu 33 sai tùm lum rồi này. Đúng không? Đấy. Câu 33 không cẩn thận một chút là sai luôn tùm lum này. Đấy. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục cho thầy câu số 34 nào. Cho hình lập phương. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của B'C. C
Khoảng cách giữa MN và B phẩy D phẩy. Khoảng cách giữa MN và B phẩy D phẩy. Ai chà chà. Ai chà chà. Câu này. Đấy. Câu này nhá. Câu khoảng cách này nhá. Hết sức tập trung này. Câu khoảng cách này rất là này. Câu khoảng cách này rất là vấn đề này. Tập trung nha. Hết sức tập trung cho thầy câu khoảng cách này nha. MN và B'D' này. Vậy thì bây giờ ấy, mình có thể làm điều gì ở đây? Nếu mà thầy gọi đây là O, thử xem nhá. Nếu thầy gọi đây là O nhá. Tập trung này. Tập trung này. O đây nhá. Không được rồi. Không được rồi. Câu này ý, câu này ý, là không được. Thầy định là thầy định kẻ đoạn vuông góc chung. Nhưng đoạn vuông góc chung ở đây có vẻ là, thử nhá. O này, tập trung này. O này. O, đây là O nhá. Không. Đây nhá, tập trung này, câu này thầy kẻ đoạn vuông góc chung cho xem này. Thầy kẻ đoạn vuông góc chung này. Cái đoạn NO này này nó lại không vuông góc với thằng B'D' đúng không? Cái đoạn NO này này nó không vuông góc với B'D'. Ở đây nó không vuông góc. Thế nó mới căng. Vậy trong câu này thì thầy không kẻ đoạn vuông góc chung đâu. Bây giờ nhá, tập trung nhá. Tất cả tập trung này. Thầy vẽ lại hình cho cả lớp xem này. Nếu mà làm được câu này ý, là phê luôn này. Thầy đổi lên đây cho mấy đứa dễ nhìn nhá. B'D' nhá. Nào. Rồi bây giờ nhìn này. N là trung điểm của B'C' nhá. Đây là N này. Được chưa? Rồi. Thế thì M là trung điểm của AC này. Vậy tính khoảng cách giữa MN và đường B'D' đúng không? Vậy nếu thầy kẻ vuông góc xuống đây ấy, thì kéo cái đường này lên thì nó lại không vuông góc. Rồi, chứng tỏ bài này ấy, thì người ta sẽ phải kẻ song song. Kẻ song song. Tập trung này. Đây là BD nhá. Thế bây giờ các em nhìn thấy này. Thầy kẻ cái này này. Rồi, bây giờ thầy kẻ lên này. Bây giờ thầy kẻ xuống này. Thì các em sẽ thấy là B'D' song song với mặt phẳng MBD đúng không? Được chưa? Vậy tức là khoảng cách giữa B'D' và anh nào? Và anh MN chính bằng khoảng cách giữa B'D' và NBD. Lúc đầu ấy thì thầy định làm theo kiểu là kẻ đoạn vuông góc chung, nhưng xem ra là không kẻ được. Vậy thì mình phải kẻ song song. Được chưa? Phải kẻ song song. Đấy. Vậy tiếp tục này. Khoảng cách từ B'. này đến cái mặt NBD này thì thầy chọn là điểm B' nhá. Được chưa? Thầy chọn là từ điểm B' này đến cái mặt NBD này. Thế bây giờ từ B' đến cái mặt NBD ấy, thì các em sẽ tính như thế nào này?
Tính rất là dễ này. Bây giờ thầy sẽ hạ vuông góc xuống đây này. Thầy hạ vuông góc xuống đây này. Đấy, hạ vuông xuống đây nhá. Thì thầy gọi đây là n phẩy nhá mấy đứa, n phẩy. Thì bản thân cái điểm n này này, nó chiếu xuống đây ấy thì nó là n phẩy. Được chưa? Nhưng em ơi, em nhìn cái đường BN của thầy này. Và điểm B và điểm này có phải đối xứng nhau qua hai cái này không? Thực chất là không phải đối xứng, tức là bằng nhau này. Đấy, đoạn này đến đây bằng đoạn này đến đây này. Tức là khoảng cách từ B phẩy đến sẽ bằng khoảng cách từ N phẩy đến mặt phẳng NBD này. Vậy khoảng cách từ N đến mặt phẳng NBM ấy thì các em kẻ như nào? Các em kẻ từ N, các em kẻ vuông góc lên đây này. Từ N nhá, trung điểm này, các em kẻ vuông góc lên đây này. Được chưa? Các em nối cái này lại này. Và các em kẻ lên đây này. Đấy, thế thôi. Như vậy bây giờ thầy tính luôn khoảng cách này. Đây là khoảng cách này. 1 trên NH bình bằng 1 trên N phẩy, N phẩy K bình cộng 1 trên N N phẩy bình phương. Được chưa? Và cái này thì nó sẽ bằng là 1 trên này. Các em nhìn thấy thầy NK này. NK này có phải bằng một nửa cái này không? Một nửa đoạn này không? Tức là bằng 1 bằng A căn 2 trên 4. Cái này bằng một nửa cái này, tức là bằng 1 phần 4 AC, đúng không? Như vậy nó sẽ là 2A bình trên 16 này. A bình này và kết quả bằng này. 16 phần 2. 16 phần 2 là 8. 8 cộng 1 bằng 9. 1 chia 9 lấy căn. Được chưa? Vậy NH sẽ bằng 1 trên bằng A trên 3. A trên 3. Đáp án C. A trên 3, em tính cái này này. 9 A bình này. 9 trên A bình này. Như vậy từ đây cho NH sẽ bằng A trên 3. Đấy. Nói chung là cái này em phải học, có thời gian em học nhá. Có thời gian thì thầy sẽ dạy cho các em nhá. Có thời gian thì thầy sẽ dạy cho các em. Tức là bài này các em phải học. Phải học thì mới tính được tốt. Tức là phải học rất là nhiều nhá. Đấy. Tất nhiên tuần sau thầy sẽ dạy nhá. Tiếp tục này, câu 35 cho thầy này. 35 nào. 35. Cho lim. Tính cái này. Ai chả. Ôi giời, dễ rồi đúng không? Lim x tiến đến 4 của fx trên x trừ 4 bằng 2019. Các em nhớ này, x tiến đến 4 thì mẫu bằng 0 đúng không? Mà kết quả lại là một số thực. Vậy từ đây suy ra là gì? Của fx phải bằng 2018. Tức là cái tử này phải bằng số gì ạ? Cái tử này phải bằng số 0. Vậy bây giờ chỗ nào có fx thì em thay bằng 2018 thôi thầy. Được chưa? Chỗ nào có x thay bằng 2018. Và bây giờ các em sẽ sử dụng cái kết quả này cho đây. Vậy em nhân liên hợp này. Nhân liên hợp cho thầy này. Biểu thức liên hợp của nó là gì nhỉ? Là căn x cộng 2. Được chưa? Đấy. Và cái này là gì đây? Fx cộng 2019. Cộng 2019. Tức là làm thì nó rất là dễ. Nhưng mà có thời gian thì thầy sẽ dạy cho các em. Bởi vì là nó sẽ hay nhá. Và bây giờ các em sẽ bằng này. Toàn bộ cụm này ấy, thì các em thấy là nó bằng bao nhiêu ạ? 2019 đúng không? Vậy kết quả là 1009 nhân 2019. 4 thay vào đây. Chia này. 2019 nhân fx 2018. Đúng không? Cộng 2019. Cộng 2019. Và bằng. Đấy, các em bấm cho thầy kết quả nhá. 1009 nhân 2019 nhân 4. Trên căn của 1 2019 nhân 2019 cộng 2019 cộng 2019 2018. Được chưa? 2018 nhá. Rồi, 2018. Đấy. Nói chung là hay. Rất là hay. Tiếp tục cho thầy câu 36 nào.
cho hàm số tính f phẩy tại 0. F phẩy tại 0. Các em nhớ thầy này, f phẩy tại một điểm nó là gì? Các em có biết đạo hàm tại một điểm là gì không? Đạo hàm tại một điểm đó là lim x tiến đến x0 đúng không? Của fx trừ fx0 trên x trừ x0 đúng không? Đấy. Thế thì cái này nó sẽ bằng gì? Lim x tiến đến 0 của fx. Fx này, nhìn fx này, đây là fx này. Được chưa? Trừ fx0 tức là f0, f0 là bằng bao nhiêu? 1/4 này. Trên x trừ x0 tức là trên x này. Và đây em bấm, được chưa? Em bấm. Đấy. Các em hãy kiểm tra xem mạng của nhà mình có bị lag vấn đề gì không nhá. Đợt này mạng nó đang có vấn đề đấy. Nên là can cho thầy 1/16. Đáng gì luôn? B luôn. Đúng không? B luôn. Đấy. B luôn. Tiếp tục cho thầy câu số 37 nào. Câu số 37. 37 hỏi gì đây? Hàm số nào sau đây liên tục trên R? Em nhớ này, cái hàm mà liên tục trên R ấy, nhớ này, cái hàm mà liên tục trên R ấy thì nó là một hàm đa thức nhá. Hàm đa thức thì chắc chắn sẽ liên tục trên R. Vậy em nhìn đây có phải là hàm đa thức không? Không có điều kiện gì cả đúng không? Đấy. Không có bất cứ một cái điều kiện gì cả thì nó chính là cái anh mà anh liên tục trên R. Nhớ cho thầy cái điều đấy nhá. Nhớ thầy cái điều đấy. Đấy. Vậy tiếp tục cho thầy câu 38. Lim này bằng, lim bằng nào? Lim bằng nào? Một âm một cộng đúng không? Âm một cộng, vậy kem can này, kem can này, âm một này cộng này, cộng này, cộng này, đấy, đây là âm một cộng này. Và kem ra kết quả là bao nhiêu ạ? Trừ 3/2, được chưa? Đấy, trừ 3/2, được chưa? Tiếp tục cho thầy câu 39 nào. Ôi, câu 39 thì thôi, không có gì đáng nói cả. Đạo hàm của hàm số tại cái điểm này không có vấn đề gì đúng không? Đạo hàm nào, đạo hàm của hàm số đấy, trừ 3 cos x tại điểm pi trên 2 39 gì ạ? À, được chưa? Rồi, tiếp tục cho thầy câu 40 nào. Hàm số gián đoạn tại điểm x không bằng. Em ơi, hàm này là hàm phân thức. Cái điều kiện nó là x khác âm gì? Âm 1. Vậy nó sẽ gián đoạn ngay tại điểm là điểm âm gì? Âm 1. Đúng không? Gián đoạn ngay tại điểm âm 1, được chưa? Bí kíp thủ khoa là gì? Bí kíp thủ khoa đó là không sai câu dễ và làm được những câu khó, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục cho thầy nhá. Câu số 41. Thôi nhá, những câu này tự làm đi, những câu này tự làm đi nhá. Tự làm. Được chưa? Tự làm nhá. Được không? Những câu này dễ quá rồi, cuộc sống này dễ quá rồi. Thay 1 vào đây. Đấy, đạo hàm này trẻ con tính được nhá, tự làm thôi nhá. Đấy, không có vấn đề gì mà thầy phải xử lý cả, đúng không? Nào, bây giờ thầy sẽ xử lý cái này. Tập trung nghe thầy xử lý những cái này nha. SBC vuông góc SAB này. SBC vuông góc SAB dễ quá nhỉ. Rồi, dễ cả. Nào, à, Đạt hả?
Hello Đạt, Đạt ơi, đây này. Rồi, các bạn có nhìn thấy anh Đặng Đạt không ạ? Anh Đặng Đạt này là học sinh cũ của thầy này, học sinh khóa trước của thầy. Năm ngoái anh Đặng Đạt giành điểm 9,2 hay là 9,0 môn toán ấy, thi đại học á. Anh Đặng Đạt đây này, đấy. Rồi. Ok rồi, nào tiếp tục này. Thôi thầy sẽ làm luôn nhá. BC vuông góc AB này, BC vuông góc SA này, BC vuông góc SAB này. Vậy từ đây BC, SBC sẽ vuông góc SAB đúng không? Được chưa? Rồi, ok luôn nhá. Anh Đạt rất là đẹp trai nhá. Anh Đạt rất là đẹp trai, cao to đẹp dai các bạn nhá. Bạn nào mà chưa có người yêu nhá. Đấy. Ok luôn. Rồi. Tiếp tục đi, câu B. Câu A thì thôi các bạn tự làm nhá, bởi vì nó dễ. Được chưa? Tiếp tục này, câu B này. Eo ơi, mày, nóng thế. Nóng thế, sao cái thời tiết này hôm nay khó chịu thế nhở? Ngồi trong phòng này nó bị làm sao ấy. Rồi, tiếp tục này. Khoảng cách giữa SB và AC. Ôi rồi ôi, SB và AC. Thế thì bây giờ nhá, bắt đầu phải nghĩ này. Không. Không. Không phải AB đâu. Tập trung nhá, khoảng cách giữa SB này và AC này. Tập trung này, tập trung này. Nhớ này, nhớ này, nhớ này, nhớ này, nhớ này. Nhớ này. Câu này á. Câu này thầy dạy á. Hơi bị hay luôn. Có muốn học câu B không? À thôi chết rồi. Không được, không được, không được. Không được. Câu này ấy, phải làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ phải từ B nhá. Chúng ta kẻ song song với AC cho thầy nhá. Từ B kẻ song song AC này. Gọi đây điểm E này, được chưa? Đấy. Điểm E này. Nối S với E này. Được chưa? Như vậy ấy, thì em thấy là khoảng cách giữa SB và AC ấy, thì sẽ bằng khoảng cách giữa SB này. À, giữa AC và mặt phẳng SBE. Được chưa? Giữa AC và mặt phẳng SBE. Đấy, AC này và SBE này, được chưa? Chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBE. Được chưa? Rồi, tập trung nhá, hết sức tập trung này. Tập trung này. Đây vuông đúng không? Chứng tỏ đây vuông này. Đúng không? Đây vuông này. Đó, vuông này. Ok. Vậy tiếp tục cho thầy này. Đây là A nhá. Thì đây là A căn 2 này, chứng tỏ đây cũng A căn 2 này, đây cũng là A này. Và đây cũng là A này. Được chưa? Tiếp tục này, khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBE này. Kẻ này. Kẻ này. Được chưa? Rồi, tự trình bày nhá, tự trình bày. Vậy thầy trình bày bài này này. Thầy trình bày này. M này. Đấy, thầy trình bày nhá, thầy trình bày này. Kẻ qua B, kẻ đường thẳng qua B, kẻ đường thẳng song song AC, qua A kẻ đường thẳng song song BC cắt nhau tại E. Được chưa? Cắt nhau tại E. Đấy. Thế bây giờ ta có BE song song AC. BE AC không thuộc trong mặt phẳng SBE. Dẫn đến việc AC song song mặt phẳng SBE. Được chưa? Tức là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SB, à từ điểm
từ AC đến SB sẽ bằng khoảng cách từ AC đến mặt phẳng SBE và chính bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBE. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục trình bày tiếp này. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBE thầy sẽ kẻ này. Kẻ AM vuông góc BE. Được chưa? AM vuông góc BE. Tiếp tục này. BE vuông góc SA. Từ đây suy ra BE vuông góc SAM. Kẻ AH vuông góc SM. AH vuông góc SM này. Tiếp tục này, BE vuông góc với AH vì lý do BE vuông góc với SAM. Vậy từ đây AH vuông góc SBE. Tức là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBE chính bằng AH. Và bây giờ chúng ta tính. Tính rất là nhanh này. 1 trên AH bình này bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AE bình cộng 1 trên AB bình. Đúng không? Bởi vì 1 trên cái này bình ấy thì bằng 1 trên cái này bình cộng 1 trên cái này bình. Thay số này. Thầy bấm luôn nhá. Thầy bấm luôn này. 1/6 này cộng 1/1 này cộng 1/1 này. Nghịch đảo này. Lấy căn này. AH bằng căn 78 trên 13. Ok. Rồi, rất tốt. Ok chưa? Rồi, xong. Xong đề. Một tiếng rưỡi. Đúng không ạ? 1 tiếng rưỡi. Xong đề. Xong rồi. Thôi, tiếp mục cuối cùng. Dành cho quảng cáo. Ok, rồi, thầy xin chào Hưng, thầy sẽ quảng cáo nhá. Rồi, xong đề nhá. Đề xong rồi, tuyệt vời rồi. Đấy, tuần sau thầy sẽ bù cho các bạn 3 đề một tuần nhá. 3 đề luôn tuần sau ấy. Tuần sau 2, 5, 7, 3, 3 đề luôn nhá. Rồi, thôi hôm nay thầy quảng cáo một tí nhá. Thầy quảng cáo này. Ai muốn học thầy thì đăng ký này. Nào. Đề này làm bao nhiêu phút á? Đề này làm 30 phút nhá. Đề này tôi làm 30 phút thôi ông tướng ạ. Thôi thầy quảng cáo này. Ai học thầy ấy thì inbox thầy này. Tháng 6 nhá. Đầu tháng 7 này. Mùng 4 tháng 7. Khai giảng khóa học. Like. Dành cho 2003. Ôn thi đại học. Khóa học hướng đến mục tiêu 9 cộng nhé. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học này ấy, các bạn inbox ngay cho thầy. Nếu các bạn muốn đạt mục tiêu 9 cộng và các bạn muốn nhận được ưu đãi tháng 6, các bạn inbox ngay trực tiếp cho thầy để thầy sẽ tư vấn cho các bạn. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhá. Tạm biệt các bạn.